Trung Hoa có câu đối ngu đàn cầm, nghĩa là đàn gãy tai trâu, ám chỉ khả năng tiếp thu của người nghe không thể hiểu được lời người nói. Ở Việt Nam, ngoài câu thành ngữ này còn có câu nước đổ đầu vịt, đem hồng ngâm cho chuột vọc, đem hạt ngọc cho ngâu vầy, đều có nghĩa là đừng cố gắng giải thích cho một người cứng đầu hoặc nói một điều quá cao mà họ không thể hiểu được. Nhưng tại sao lại ví điều này với đàn gãy tai trâu? Hãy cùng Tinh Hoa TV giải đáp cho câu hỏi này. Đàn gãy tai trâu, tùy người mà tiếp, tùy cảnh mà nói mới là trí tuệ. Liên quan đến câu thành ngữ này, trong cuốn Hoàng Minh Tập Lý Hoặc Luận có ghi chép một câu chuyện như sau. Thời Chiến Quốc có một âm nhạc gia nổi tiếng tên Công Minh Nghi, các ca khúc của ông đều hay tuyệt diệu. Có lần Minh Nghi đến một cánh đồng, nhìn thấy một con bò đang thông dong gặm cỏ. Ông tự hỏi liệu con bò có thể cảm nhận được âm nhạc của mình hay không. Minh Nghi lại gần con bò và bắt đầu chơi bản nhạc tuyệt đỉnh nhất của mình. Chính bản thân ông sau khi gảy đàn xong cũng thấy xúc động sâu sắc. Thế nhưng con bò dường như không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục gặm cỏ. Công Minh Nghi nghĩ ngợi một lúc rồi chơi lại lần nữa. Lần này, ông sử dụng đàn để tạo ra âm thanh của ruồi mũi vo ve và tiếng bê con kêu. Con bò bỗng nhiên phản ứng lại, nó giọng tai chăm chú lắng nghe, lúc lắc cái đuôi, lâu lâu phe vẫy cái tai như thể đang xua mũi. Công Minh Nghi nhận ra bản nhạc của mình dù tinh tế đến đâu thì con bò cũng không thể hiểu được, đơn giản vì nó không thể nhận thức được, chỉ có thể chơi một cái gì đó gần với hiểu biết của nó thì mới khiến nó chú ý. Nhiều người hiện nay đôi khi sử dụng thành ngữ này với thái độ xem thường người khác. Kỳ thực, điều này tuyệt đối sai với lời dạy của người xưa. Đàn gãy tai trâu, mặc dù được sử dụng như một thành ngữ lý giải về việc những người không có khả năng tiếp thu hoặc nói về vấn đề mà họ không quan tâm hoặc không hiểu biết về vấn đề đó, nhưng lại không có ý xem thường. Vì trình độ kiến thức mỗi người là khác nhau, cùng một sự tình sẽ có những cái nhìn khác nhau, do đó khuyên người nói cần cân nhắc đến cảm thụ người nghe. Cũng như thầy cô dạy học cần tùy người tài mà dạy, cùng một đạo lý nhưng với những người khác nhau thì không thể dùng cùng một cách nói để giảng giải được. Người dạy giỏi sẽ biết tùy thuộc vào đối tượng mà dùng cách nói phù hợp. Đây cũng là thể hiện ở trí tuệ của người nói. Quý khán giả thân mến, với loạt bài đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.